Hello, xin chào các bạn nha. Và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay thì Hàng lại tiếp tục về nha các bạn. Thì kỳ này thì nói chung là mình về thức ăn với lại lốc chuồng rồi thôi, chứ không có về thêm món gì mới hết. Đấy, còn lòng đồ gì thì chắc cỡ khoảng 1-2 tuần nữa thì mới có một đợt hàng mới nha các bạn. Bên này thì mình có về thêm bình nước 80ml nha. Bình nước 80ml thì nó hết hàng như khoảng tuần đó, thì hôm nay nó có lại nè. Đấy, bình cũng là bình loại tốt nha các bạn. Mình chỉ bán bình loại tốt thôi để nó giảm cái tỷ lệ bị rỉ nước. Còn bên này là sâu lớn và sâu nhỏ. Đây, sâu gạo nhỏ rất là nhiều luôn. Thì cái này mà các bạn mua ký á, thì có thể inbox cho mình nha. Mình sẽ để cái giá rẻ cho các bạn. Còn đây là kê chùm. Đây, một chùm kê rất là nhiều luôn. Thì kê chùm này á, thì có nhiều bạn á, là hỏi mình là cho nó ăn như thế nào. Thì các bạn cứ để một cái sợi như thế này cho hai con, nó cạp là ok. Còn các bạn nào mà nuôi nhiều nữa thì để hai sợi cũng được. Một sợi mình thấy nó cạp cũng lâu lắm các bạn. Đặc biệt là cây chùm nó có những cái hạt kê nhỏ đó, thích hợp cho mấy chuột Barbie nó tập ăn đó các bạn. Nó rất là thích luôn. Rồi còn bên này là những bao thức ăn với lại các tấm và thức ăn dặm nữa các bạn. Thức ăn dặm thì kỳ này mình có về thêm hướng dương với lại bò cuộn rồi cá sợi rồi đó. Nói chung là những món có quen thuộc đối với các bạn rồi. Cái bao này hình như là các sang bi nha. Cái sang bi thì giá vẫn như cũ 10.000 một bịch. Còn các tấm thì 13.000 một bịch. Các lót thì kỳ này mình có về các pudding nâu nha. Pudding nâu thì giá là 25.000. Giá hiện tại thì các bạn có thể là một vài tháng nó có thể lên hoặc là xuống, tùy theo thời điểm nha. Nếu như mà hàng lên thì mình sẽ lên theo, còn xuống thì mình sẽ xuống theo. Đó. Rồi. Mùng cưa thơm và mùng cưa nén vẫn có luôn. Mùng cưa thơm và mùng cưa nén thì vẫn giữ nguyên giá. Nói chung là giá giữ nguyên hết, không có thay đổi món nào hết nha các bạn. Và cái thức ăn thì kỳ này có về thêm thức ăn cơ bản và thức ăn siêu bổ luôn nha, hai loại thức ăn đó luôn. Rồi, bây giờ mình vô đây mình quay cho các bạn xem shop mình còn gì. Đồ chơi gỗ thì còn nhà gỗ, queo gỗ, queo nhựa, size lớn và size chung có luôn. Và banh chạy, đây. Banh chạy này có nhiều bạn hỏi mình nè, thì nó vẫn còn hàng nha các bạn. Đây. Cái loại này là loại bằng mica nha, và nó có chân luôn. Cái chân này thì các bạn có thể tháo ra, nếu như mà các bạn không xài á, thì các bạn có thể tháo ra và để chiếc banh cho con chuột nó chạy vòng vòng nhà cũng được đó. Còn bên này là đế bình nước, nhà tắm tam giác mica, nhà tắm nhựa size lớn size nhỏ, bồn tắm, rồi một vài mẫu gấu sứ rồi nè. Đấy, gấu sứ nhỏ rồi đó, giá 38.000, sứ lớn có luôn. Còn lồng thì mình còn những mẫu này. Lồng thì hiện tại thì hết mẫu lồng đại nha các bạn. Hết mẫu lồng đại thì có khoảng 2 hôm hay có khoảng 2 tuần nữa thì nó mới về thêm nha. Rồi, phía dưới này chổi vệ sinh nè. Đấy, bộ nhỏ nhỏ cho các bạn vệ sinh, các bạn nào sử dụng hồ kiến rồi đó. Ở bình nước 125ml vẫn còn nha các bạn. Đây, còn rất là nhiều. Một tí nữa mình sẽ đem hàng xuống, mình để trên kho rất là nhiều luôn. Rồi bên này thì bình nước 80ml thì hàng mới về, một tí mình để vào. Khử mùi, rồi thức ăn dặm, cốm gạo, bò cuộn, khử mùi đồ thì nói chung là còn rất là đầy đủ nha các bạn. Đấy. Đó, thức ăn dặm thì cũng còn đầy đủ. Hết bao nhiêu đây là có khoảng mười mấy món là các bạn. Các bạn có thể coi ở trên web của mình đó, hoặc là Shopee á. Đặc biệt là cây chùm á, thì mình có ra bịch nhỏ nha. Bịch này thì 5.000 một bịch thôi. Bịch lớn thì gấp đôi bịch này thì 10.000. Còn đây là đậu phộng nè. Đậu phộng thì mình bán cũng 10.000 một bịch luôn. Đấy. Sâu thì có sâu nhỏ và sâu lớn nha. Sâu nhỏ nãy mình quay cho các bạn xem rồi. Đấy, sâu chung cũng có luôn. Bánh chó, bông cúc, rồi cốm trứng, rồi mày răng cành đào mình vẫn còn luôn. Đây, còn phía dưới này là thức ăn, hai loại thức ăn siêu bổ với lại cơ bản. Cơ bản thì 25, siêu bổ giá hiện tại là 40, rồi lóc chuồng cơ bản vẫn còn. Đó. Rồi ok, các bạn nào cần mua hàng gì thì có thể đặt hàng qua web, cái trang đất web đất khúc cưng của mình á. Thì trên đó mình cũng có cập nhật giá đồ khá là chính xác luôn. Có khi nhiều khi có một vài bón mình chưa cập nhật giá kịp á, thì nó có thể sai sót tí thì các bạn cũng thông cảm giúp mình. Đấy, rồi các bạn có thể đặt hàng ở Shopee luôn cũng được. Shopee các bạn có mã giảm giá thì áp vào để mà giảm giá phí ship nha. Còn ở trên web á, thì các bạn đặt hàng á, thì nó chỉ báo cái tiền hàng thôi. Còn cái tiền ship á, thì sau khi mà các bạn chốt đơn á, thì mình sẽ chủ động alo để báo tiền ship và tổng đơn tiền hàng của các bạn luôn. Rồi, và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc nha. Hôm nay quay một video ngắn để mà cập nhật cho các bạn biết là hàng về thêm. Đấy, các bạn nào ở gần cũng như ở xa có mua hàng á, thì inbox mình, ủng hộ mình nha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.